MSI 2021 đang hiện hữu trước mắt chúng ta và Cloud9 sẽ là đội ra quân đầu tiên khi họ có cuộc đối đầu với Daewoo Kia đại diện khu vực Hàn Quốc. Trên lý thuyết, phần thắng nhiều khả năng và sẽ thuộc về Showmaker và các đồng đội. Nhưng chúng ta ở đây không phải để nói về kèo đấu này, mà là để nói về sức mạnh tổng thể của Mày Chính. Nhà thi đấu có thể không có người hâm mộ, nhưng sự phấn khích vẫn không thay đổi đối với Cloud9 và những fan của họ khi tập thể Mày Chính băng băng về đích giành lấy chiếc vô địch LCS mùa xuân. Chỉ cúp ấy có lẽ cũng nặng như năm ngoái khi họ nâng nó trở lại trụ sở chính của đội trong trận chung kết mùa xuân 2020. Đây là chiếc vô địch thứ hai của họ trong 3 mùa giải và bầu không khí tích cực đã dâng cao hơn rất nhiều, bởi cuối cùng Cloud9 đã có cơ hội thi đấu ở MSI. Một năm về trước, họ cũng đứng trước cơ hội tham dự như năm nay, nhưng rồi MSI buộc phải hủy bỏ do những ảnh hưởng từ Covid-19. Trong suốt mùa xuân 2020, tình hình dịch bệnh toàn cầu đã khiến nhiều quốc gia đau đầu với công cuộc kiểm soát sự lây lan của Covid-19. Và đối với người hâm mộ Cloud9, họ không thể không tự hỏi đội sẽ làm như thế nào để có thể tham dự đấu được xem là chung kết thế giới giữa mùa. C9 khi đó là một C9 cực kỳ toàn diện. Đội hình của họ có sự đọc hiểu tuyệt vời đối với meta. Đội hình có sức mạnh và sự nhất quán toàn diện và họ thực sự vượt trội so với khu vực. Thế nhưng chúng ta không bao giờ có cơ hội nhìn thấy họ bước đi dưới ánh đèn rực rỡ của sân chơi quốc tế. Giờ đây, họ một lần nữa giành lấy cơ hội này về tay mình trong tư cách là đội tuyển xuất sắc nhất Bắc Mỹ. Và có lẽ Mây Chính đã sẵn sàng để khiến NA tự hào khi họ mang về nhiều gương mặt có thể giúp họ bước những bước tiến dài. Vào giai đoạn đầu mùa, nhiều người hâm mộ Bắc Mỹ tỏ ra rất khó chịu khi người đi đường trên của Cloud9 là First tỏ ra mình là một tân binh quá tự tin, hay nói cách khác là First chẳng coi ai ra gì, dù là trong game hay trên mạng xã hội. Và rồi, anh thất bại trong trận ra mắt của mình, đối đầu trực tiếp với những đường trên sừng sỏ hàng đầu Bắc Mỹ như Sunday của 100 Tips hay ngôi sao của Liquid Alfari. First đều thất thế. Các đồng đội của anh bắt buộc phải thích nghi với lối chơi của tuyển thủ trẻ, bên cạnh đó là trung hòa với ngôi sao đường giữa Perth. Trong một cuộc phỏng vấn về Dot Esports, First nói rằng: "Tôi nghĩ rằng điều khiến tôi không tập trung được trong trận đấu là tôi có thể sử dụng đồng đội để giúp đỡ mình, chứ không phải chỉ là một một. Điều này cho thấy First rất ưa chuộng cách chơi độc lập, nhưng đây là điều đi ngược với triết lý liên minh huyền thoại chuyên nghiệp vào thời điểm này. Mặc dù First được đánh giá là người đi đường trên tài năng nhất tại NA Academy, nhưng LCS là đấu trường lớn hơn rất nhiều, đặc biệt đề cao tính đồng đội và chiến thuật. Thế nên, tuyển thủ này đã gặp phải vô vàn khó khăn. Nhưng với dàn nhân sự ấn tượng của mình, C9 chỉ cần một chút thời gian để tìm ra công thức chiến thắng. Với màn thể hiện thuyết phục trong giai đoạn cuối mùa giải để lên ngôi vô địch LCS, những người hoài nghi về First nhất cũng trở thành người hâm mộ của anh. Ngôi sao trẻ đã tìm được tiếng nói chung với đồng đội và lối chơi xoay quanh First đã chứng minh sự hiệu quả. Đường trên của Cloud9 thực sự linh hoạt tuyệt vời với nhiều lớp tướng, từ chống chịu như Ragaz, Sion cho đến đấu sĩ gánh đồ như Jax. Trong một số trận đấu ở giai đoạn nửa cuối mùa giải, với sự giúp đỡ của Labor, First đã thi đấu vượt trội hơn cả Sunday, Alfari để chứng minh mình là ngôi sao đang lên khu vực Bắc Mỹ. Giờ đây chúng ta cần phải dõi theo màn trình diễn của tuyển thủ này ở MSI khi đối đầu với những đường trên tên tuổi khác như Amut, Xiaohu hay Khan để xem First có sẵn sàng quyết đấu sinh tử với các đối thủ của mình tại Iceland hay không. Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, Perth đạt đến nhiều danh hiệu đỉnh cao mà các tuyển thủ phương Tây hàng ảo ước. Perth giành lấy chức vô địch LEC rất nhiều lần khi còn thi đấu trong mùa áo G2, 3 lần liên tiếp vào vòng bán kết chung kết thế giới, một trong số đó là vào đến chung kết và đạt vị trí áo quần thế giới. Và còn nữa, khi Perth là một trong hai tuyển thủ giành được chức vô địch ở cả LEC và LCS. Nhưng thành tích cao nhất của anh cho đến nay phải là chức vô địch MSI 29 trong chuỗi trận hủy diệt của G2 năm đó, thậm chí là đánh bại nhà vô địch LCK SKT với tỷ số 3-2. Và năm 2021, G2 không đủ điều kiện tham dự giải đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Perth là mảnh ghép duy nhất của nhà đương kim vô địch MSI trở lại để bảo vệ ngôi vương. Khi ngôi sao 24 tuổi đến Bắc Mỹ, anh ấy đã nói với người hâm mộ rằng anh không đến đây để giải nghệ, vì rất nhiều người đã từng như vậy. Thay vào đó, Perth muốn hủy diệt tất cả để đưa NA lên vị trí cao nhất có thể. Và giờ đây Perth đã đi được một đoạn đường ngắn trong mục tiêu tối thượng đó. Sự cạnh tranh ở đường giữa tại MSI đang khốc liệt hơn bao giờ hết khi mà những cái tên sừng sỏ đều đã góp mặt đông đủ. Thử thách cực đại với Perth và các đồng đội chắc chắn là đối thủ trực tiếp ở bảng C, khi cuối cùng Perth cũng đã có cơ hội tái đấu với đối thủ đã loại mình khỏi chung kết thế giới năm ngoái, Daewoo Kia. Lần trước, Cap đối đầu với Showmaker ở đường giữa. Lần này, Perth sẽ có được khoảnh khắc Thanos, tôi sẽ tự làm bằng cách đối đầu với siêu sao Hàn Quốc. Và Perth còn đó trọng trách dẫn dắt toàn đội để hướng đến lối chơi chung, chứ không chỉ đơn giản là kèo đấu một chọi một với đường giữa của Daewoo.
Nhiều người biết Perth tài năng như thế nào, nhưng không nhiều người nói về tác dụng của anh ấy với khả năng giao tiếp và phối hợp. Những điều vô hình mà người hâm mộ không nhìn thấy ở hậu trường chính là lý do tại sao Cloud9 đang hoàn thiện vượt bậc trong mùa này. Và MSI sẽ là một bài kiểm tra lớn cho khả năng lãnh đạo của Perth. Cuối cùng, NA một lần nữa vẫn sẽ là đội chiếu dưới của ba khu vực lớn LCK, LPL và LEC, Labour, để vươn mình trở thành một trong những người đi rừng giỏi nhất phương Tây. Sven và Vulcan là bộ đôi mạnh nhất và ổn định nhất khu vực, cộng hưởng với sự cải thiện không ngừng nghỉ kể từ đầu năm. Họ đã chinh phục Bắc Mỹ, và giờ đây chính là cơ hội để mày chính viết nên câu chuyện còn dang dở của đội tuyển luôn luôn gánh vác trọng trách cứu lấy bộ mặt NA suốt bao nhiêu năm qua trên đấu trường cũ. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.